Hello, em Gấm Nguyễn xin chào tất cả các anh chị đang xem kênh nha. Hôm nay em sẽ lên hàng gia dụng Nhật nha các anh chị. Anh chị khách mới xem kênh thì vui lòng đăng ký kênh và bấm chuông để mình cập nhật được những cái video mới nhất nha. Và cái hình thức chốt đơn là các anh chị cứ gọi theo số điện thoại ở phần tiêu đề để mình chốt đơn nha. Hoặc là kết bạn Zalo để em xác nhận lại hình ảnh cho mình nha các anh chị. Hình thức thanh toán thì anh chị chuyển khoản hoặc cọc em đi đơn nha, không ship code nha. Chuyển khoản đơn trên 500k sẽ được miễn phí ship nha các anh chị. Và đơn dưới 500k thì mình không được miễn phí ship nha. Và anh chị lưu ý là miễn phí ship với điều kiện là mình phải chuyển khoản hết tiền mới được bao ship nha các anh chị. Lưu ý cái phần đó giùm em ha. Rồi hôm nay em sẽ lên mã số đầu tiên ha. Mã đầu tiên thì em có cái bếp điện này nè mọi người. Đây là một cái bếp điện dùng để mình chiên nướng thức ăn nha. Em này là hiệu Joy Rossi nha. Nó có cái thùng nhưng mà cái thùng nó cũng cũ nha các anh chị. Cái thùng nó hơi cũ nè. Bên trong này nó cũng không có gì. Nó chỉ có cái bếp như vậy thôi nha. Cái thùng nó như thế này ha. Màu đỏ rất là đẹp. Mới 100% chưa qua sử dụng nha các anh chị. Size lớn luôn ha. Em này size 38 nha các anh chị. Nắp nè. Size 38. Và cộng dây điện của nó đây. Còn ta catalog đầy đủ nha các anh chị. Đây. Mới 100% chưa qua sử dụng nha. Cái này mình chiên ra, chiên thịt, nướng thịt đồ cũng rất là ngon nha các anh chị. Đây. Dày nặng nha. Em này là điện 100, công suất là 1050 nha các anh chị, hàng chuẩn Nhật nha. Hàng chuẩn Nhật nha các anh chị, điện 100W giùm em ha. Lưu ý này là mới 100% giùm em ha. Rồi em này để cho mọi người 1 triệu nha. Mã số 1. Đây, cái tem mát của nó đây nè mọi người. 1 triệu cho em ha. Mã số 1 nha mọi người. Đưa cái dưới đây. 1 triệu mã số 1 cho em ha. Mã số 2 em có cái radio nha các anh chị, hàng cổ nha, đời cổ nha các anh chị. Cái này là xài pin, xài điện được luôn ha. Cái này xài điện nha các anh chị, không xài pin nha. Xài điện ha. Ở đây em đã test ok rồi ha. Điện 100W nha các anh chị. Em này radio. Âm thanh nó cũng lớn lắm nha các anh chị. Cái này hiệu Nationan ha. Em này để mọi người 400, mã số 2. 400k cho em ha, mã số 2. Xài điện, điện 100W ha. Cái này nó cũng có thể xài pin nhưng mà pin của nó là pin sạc á mọi người. Pin này thì mình đi mua mình gắn vô ha, mình muốn xài pin thì mình gắn pin vô ha. Còn cái này là muốn xài điện thì mình ghim điện mình sử dụng ha. 400 mã số 2 nha. Mã số 3 em có cái cây đèn pin này mọi người, xài pin ha. Đây, công tắc của nó nằm ở đây. Đây mọi người. Nó đang hoạt động nè. Cái này chỉ xài pin thôi, cái chân này mình cũng có thể kéo lên. Đây mọi người, mình có thể kéo lên như thế này ha. Cái này mình cái này thì nó vậy đó nha các anh chị. Mình cũng có thể treo lên trên nè. Cái tay cầm này mình cũng có thể đây mọi người. Mình bấm vô vậy ha. Nó hơi cứng nha. Đây, mình có thể xoay cái tay cầm nó lên như thế này được luôn. Cái tay nó mọi người. Đó, nó cũng có hình dạng nhiều kiểu ha, mình muốn xoay cầm kiểu nào cũng được nha. Ở đây em đã có pin sẵn và hoạt động ok ha. Cái này để cho mọi người với giá là 300 nha, mã số 3. 300 mã số 3 có cọng dây. Cái phần này nó hơi bị bụi á mọi người, nó hơi bị cũ phần đầu nó dính bụi á. Rồi, em này 300 mã số 3 nha. Mã số 4 em có hai cái món này em bán cho các anh chị 200.
radio và nó có đèn nha các anh chị. Cái này radio, cái này có đèn nè, đèn mình có thể rút ra đây mọi người, mini ha. Đó, cái này xài pin, pin nó mình bỏ để pin nó ở, nó có chỗ để pin nha mọi người. Cái này mình về nghiên cứu thêm ha, pin với radio đồ nè, hoạt động đồ ok bình thường nha. Cái này mình xài pin nha. Trong đây nó cũng có bộ đồ nghề trong đây nữa nè mọi người. Bộ đồ nghề mini nhỏ nhỏ như thế này nè. Rồi với lại cây đàn pin này nó cũng hoạt động nha các anh chị. Nè, nó cũng hoạt động đồ bình thường ha. Cái này nó cũng có radio nữa nha. Cái này nó nhỏ mà nó cũng có nhiều chức năng nè mọi người. Chúng tôi xin nhắc lại tổng đài 1800 có radio luôn nha. Bởi vì Thái Linh được chiết xuất từ thảo dược đã được đại học Y Hà Nội. Rồi hai em này để cho mọi người 200 thôi nha, mã số 4. 200 mã số 4. 200 ha, mã số 4. Em lên cái này mã số 5. Em có cái bếp ga. Bếp ga nè mọi người, có hộp ha. Cái này nó có hộp nhưng mà chắc cái này nó cũng đã xài rồi á mọi người. Cái nắp này nó hơi nám nhẹ nha. Nó có xài rồi nhưng kiểu xài ít á mọi người, xài một lần hai lần. Cái bếp thì nó còn đẹp. Cái này mình tháo mở ra được. Ủa cái này sao? Cái này nó hít, nó quá hít. Đây mọi người. Đây, rồi cái bình này, cái bếp này để mọi người 400 nha. 400 cái bếp này cho em nha các anh chị. Rồi 400 mã số 5, 400 mã số 5 nha. Mã số 6 em có một mớ đồ gốm này nè mọi người. Cái này là gốm Nhật ha. Trong đây nó có nguyên, nó có nhiều cái nhưng mà nó chồng lên nhau nhìn rất đẹp luôn ha. Bốn cái nha các anh chị. Cái này là bốn cái như thế này ha, và hai cái đĩa như thế này, nó bằng gốm ha. Gốm phủ lớp chống dính ha. Hai cái này nha các anh chị. Cái này gốm mình không có nấu được nha, chỉ đựng thôi nha các anh chị. Và một cái tô. Cái tô là size 21 nha. Rồi set này em để mọi người 200 nha. Mã số 6 cho em nha các anh chị. Hết cái này luôn 200k cho em ha. Mã số 6 nha. Nặng lắm, cái này rất nặng nha. 200 mã số 6 cho em nè mọi người. Gan này nè các anh chị, gan này là gan thô ha, mình sử dụng thì lưu ý cách sử dụng nha các anh chị. Size 2 ở đây nó để là size 26 ha. Nấu được từ có hai quai sách. Size 25 cao là 5 phân, ăn lẩu được, chiên rán được ok, có độ chống dính hết nha các anh chị. Em này giá là 450 nha, mã số 7. 450 cái chảo này cho em ha, mã số 7 nha các anh chị. Size 25 ha. Rồi, em còn cái chảo gan thô nữa nè, mã số số 8 cho em ha. Nãy mã số 7, này mã số 8 nha các anh chị. Cái nơi gan này nó size lớn nha các anh chị. Gan này size của nó là tới 29-30. Nặng lắm, nặng cực kỳ luôn. Em này size 30, cao là 6 phân. Nấu từ ok nha mọi người. Em này anh chị có thể ăn lẩu, có thể chiên rán xào gì ok hết nha. Em này để mọi người 750 nha, mã số 8 nha các anh chị. 750 cái này cho em ha, mã số 8 nha. Nặng lắm luôn. Cái viền nữa nè, viền nó cũng đẹp ha. 750 cho em ha, mã số 8 cái này nha các anh chị.
Em có cái chảo này của Pháp, gang Pháp nha mọi người, nấu được từ chảo gang của Pháp, hiệu Le Reset đây mọi người, của Pháp ha. Em này size 20, mình có thể chiên rán hoặc kho tiêu rồi cũng được, không có nắp như thế này nha các anh chị, loại chảo nó không nắp ha. Em này để mọi người 600 nha, mã số 9, 600 cho em ha, mã số 9 nha mọi người, gan ha. Em có cái set chảo này nè mọi người, chảo men ha. Em này size 20, không từ. Em này lòng có xước nhẹ ha, viền nó cũng có xước nè. Size 20 nha các anh chị, không từ nhưng mà dày ha. Đây, em này cũng dày luôn, em này size 25. Có xước nhẹ một vài đường trong lòng ha. Trên thành thì nó xước. Nấu được từ màu đỏ luôn ha. Size 25 cái này cho em ha. Hai em này để mọi người 350, mã số 10. 350 nha các anh chị, mã số 10 ha. Nặng lắm, hai cái này nặng lắm. 350 mã số 10. Em có cái này làm bánh mã số 11 nha, 150 cho em nha các anh chị. Đây. Cái này thì nó cũng do người ta có sử dụng rồi thì nó có bị dính màu xíu nha. Rồi cái này nặng lắm, cái này nhôm đúc nha các anh chị, nặng lắm nha. Cái này để mọi người 150 mã 11. Cái này thì mình chỉ xài bếp than, bếp ga, không sử dụng được bếp từ nha. 150 mã 11 cái này cho em ha. Em có cái chảo men màu trắng như thế này, có từ. Em này size 24 phân nha các anh chị. Em này còn đẹp nha, tuy nhiên thì nó vẫn có một vài đường xước nhẹ như thế này nha các anh chị, xước như là bút chì gạt vậy đó. Rồi em này để cho mọi người 200 mã 12 cho em ha, 200 mã 12 nha các anh chị. Rồi em có cái này mã số 13, có miệng rót hai bên, có từ, xước nhẹ xíu nha các anh chị, trong lòng chống dính như thế này ha. Em này size 22, cao là 7 phân cho em nha. Rồi em này giá là 200 nha các anh chị, mã 13. 200k cho em ha, mã 13 nha. Rồi em có cái chảo này, mã số 14. Đây kiểu như cái này nha các anh chị. Cái này cực kỳ là nặng luôn, lớp chống dính còn rất là đẹp luôn nha. Sâu lòng, nấu được từ cho em ha. Bên ngoài đẹp. Lòng chảo cũng rất là đẹp luôn ha. Trên viền có một vài xước nhẹ như thế này ha. Em này size 24, cao là 8 phân nha các anh chị. Rất là dày luôn nha. Nồi này dày lắm. Cái chảo này để mọi người 400 nha. Mã số 14. 400k nha các anh chị. Mã 14. Dày nặng mới đẹp luôn. 400 mã 14. Rồi em có cái chảo này mã số 15, chống dính đẹp nha, có từ. Em này size 24, cao là 7 phân cho em nha các anh chị. Em này giá là 250 mã số 15 nha, 250 mã 15 cho em nha các anh chị. Em có cái chảo ti fan của Pháp như thế này, sâu lòng ha, không từ. Em này size 29, cao là 7 phân cho em nha các anh chị. Tình trạng như hình như thế này ha. Cái này bên trong lòng mà nó có chày nhẹ do vận chuyển đó mọi người, do chồng lên nhau nó có xước xước trong lòng này xíu ha. Cái lớp chống dính thì còn rất là đẹp luôn nha các anh chị. Em này đa năng ha, sâu lòng, mình có thể chiên xào đồ ok ha. Size 29, cao là 7 phân. Cái này để cho mọi người 250 nha, mã số 16 cho em nha các anh chị. Em lên tiếp cái chảo này, siêu đẹp, size lớn, nặng nữa, có từ luôn nha các anh chị. Em này hiệu này, đáy nó rất là dày luôn nè các anh chị. Lớp chống dính bên ngoài cũng còn rất là đẹp ha.
thương hiệu nó trên đây luôn. Em này size 29, cao là 6 phân, size lớn nha các anh chị. Em này thì cái độ cao của nó vừa vừa ha, này mình chiên xào đồ cũng được nha các anh chị. Rất là đẹp luôn ha, nặng tay. Em này là 600 nha, mã 17 nha các anh chị. 600 mã 17 xem ha, size lớn đẹp mới luôn ha. Rồi em lên cái set chảo Tefal này. Con cái này có được cái nắp nha. Và tay cầm. Em này size 19, cao là 8 phân. Em này size 23, cao là 5 phân nha các anh chị. 4 phân. Tefal của Pháp ha. Em này đa năng, chiên xào ráng ok hết nè. Size 27, cao là 8 phân nha các anh chị. Hiệu Tefal ha, không từ nha. Cái này mình chỉ sử dụng bếp ga, bếp than thôi ha. Bếp hồng ngoại. Set này bao gồm 3 cái nha. Và một cái tay cầm. Cái này có được cái nắp luôn. Rồi set này là em bán 700 nha, mã 18 nha các anh chị. Ủa số 18 hay số 8? 18. 18 cho em nha các anh chị, mã 18 nha, 700. Em có mấy cái này nè mọi người, cái vợt bằng thép. Cái này em có số lượng khoảng 4-5 cái nha các anh chị, em lên đỡ 3 cái thôi. Cái này size 26 nha. Size 26 nha các anh chị, giá là 100 nha, mã 19. Thép ha. Cái này mình trụng mì, trụng hủ tiếu ha. Rồi, 100k cho em ha, mã số 19 xác này ha. Cái này em có nhiều cái nha. 100k cái nha các anh chị. Em có cái mâm này rất là đẹp luôn nè. Chiều dài của nó là 40, là em đo cái viền nè mọi người. Em đo cái phần dưới này nè ha. Từ đây qua tới đây ha. Là 40, bề ngang là 26 nha. Rồi cái này em bán 150 nha, mã 20. 150 cho em ha, mã 20 nha mọi người. Không hết từ ha. Em có một ít set thao em lên cho mọi người luôn ha. Cái này nhỏ xíu nè, cái này đựng nước chấm đồ ngon nè mọi người. Đây có vạch chia. Ui. Đây có thao nhỏ này, thao này thao xịn nè, thao Mỹ nè mọi người. Rồi set này hết nhiêu đây nha. Cái thao lớn này size lòng nó là 18 nha. Tràn viền nó là 20 nha các anh chị. Size 16 nè, size 13, 12, số 9 nha các anh chị. Set này là 200, mã 21. 200 nha các anh chị, mã 21 nha. Em có hai cái thao này rất là đẹp luôn. Size 20. Đẹp sâu lòng ha, có hiệu luôn nha các anh chị. Em này nó có hiệu ở trên cái cha tay nè, nó có hiệu, nó đóng trên đây nè, in chữ nha. Dưới đây thì nó đóng chữ Made in Japan, nó đóng ở dưới đây. Đóng đây nè mọi người. Em này size 20 ha. Và em này size 24. Còn mới đẹp luôn. Sâu lòng. Hai cái này để cho mọi người với giá là 350 nha. 350 mã 22. Rồi em lên set này mã 23. Cái này size 16 cho em nè các anh chị. Size 18 nha. Size 22.
25 có miệng rớt. Size 25 ha. Có vạch chia nữa nè. Rồi set này em để cho mọi người 250 nha mọi người. Set này là 250 nha, mã 23. 250 set này cho em ha, mã 23. Mã 23. Set này mã 24 nè mọi người. Set này để cho mọi người 200. Size 13. Size 17. Size 22. Size 25. Cái này bên trong nó có mòn mòn nhẹ đây xíu nha, gỉ gỉ nhẹ xíu ha. Size 25 nha các anh chị, dày nặng nha. Cái thao này thì nó dày nó nặng. Size này 200 nha, mã 24 cho em ha. Em lên size này mã 25. Size này có một cái thố này là hàng của Mỹ. Thố này là của Mỹ nè. Em này thì size của nó khoảng 15 nha các anh chị. Em này size 19. Em này size 24. Cái thao này đẹp nha các anh chị, cái thao này nó đóng cái viền nó đẹp lắm, cái viền nó dày lắm. Size 24 nha, set này có cái thao này của Mỹ nè. USA nó đóng trên đây nè mọi người. Rồi set này để mọi người 250 nha, mã 20 số mấy vậy? 25. Mã 25 cho em nha anh chị. Mất số gì mà thiệt á. Mã 25 nha anh chị. Mã 25. 250 mã 25. Em lên set này mã 26 nè. Set này em có cái rổ lược. Một cái thao như thế này có tay cầm. Một cái quánh inox. Quánh này thì nấu được từ 3 cái này để mọi người 200 nha, mã 26 nha các anh chị. 200 mã 26 set này cho em ha. Rồi em lên set này mã 27. Một cái rổ này size 16 cho em nè mọi người. Size 22. Size 25. Cái này nó có lỗ nè. Size 25. Cái 25 này nó có một điểm cấn nhẹ ngay đây nè mọi người. Nó có một đường nứt nhẹ ngay đây tí xíu. Cái thành viền nha. Nó ngoài cái thành thôi nha các anh chị. Size 25 ha. 25 ha. Cái này cũng 25. Sâu lòng. Có cái miệng rót. Cái kiểu nó có cái miệng rót như thế này. Sâu lòng ha. Rồi set này 4 món này nha các anh chị. 4 món này em để mọi người 250 nha. Mã 27. 250. Mã 27 cho em. Em có hai cái rổ này. Đây mọi người, hai cái rổ cùng xay ha. Kích cỡ giống nhau. Cán gỗ cầm rất là chắc chắn nha. Hai cái này để mọi người 150 mã 28 nha. 150 mã 28. Em có hai cái ca này. Hai cái ca inox khoảng 1 lít. Nè, cái này nó để 1.2 lít nè. Và một cái ca này cũng khoảng 1 lít inox thì dày nặng không gỉ sét nha anh chị. Hai em này 200 nha, mã 29. 200 cho em ha. Mã 29. Rồi hai em này giá cũng là 200 mã 30. Cái bên trong nó phủ lớp chống dính đó nha mọi người. Tay cầm rất là đẹp luôn. Đây, cái ca này dung tích của nó cũng khoảng 1 lít. Có vạch chia nè. 200 nha, mã 30. Hai cái này cho em ha, 200 mã 30. Em lên set này mã 31. Set này thì có cái rổ này size 18 nè. Em này size 22. Và ba cái thao inox size 25.
ba cái thao này dày nặng đẹp ha. Size này 350 cho em nha, mã số 31. 350 nha các anh chị, mã 31. Em lên set này mã số 32, ba cái rổ này giá cũng là 150 cho em ha, mã 32. Cái rổ này là hai lớp luôn nha các anh chị, hai lớp lưới ha. Lớp dày, lớp thưa nha. Và cái rổ như thế này. Mấy cái này vậy chứ mình xài nó chắc lắm nha các anh chị, nó rất là bền, không có reset, sử dụng siêu bền. 150 nha, mã 32. Em lên ba cái rổ này nha các anh chị, ba cái này bớt giá luôn. Ba cái này nó mới được bị một cái bị lỗi em bỏ ra rồi. Ba cái này mềm nhẹ ha. Mini nhỏ nhỏ nha các anh chị. Rồi bốn cái này để mọi người thôi, để mọi người 100 luôn đi, mã số 33. 100 cho em ha, mã 33 nha các anh chị. Set này là 100, mã 33. Em có hai cái này. Cái này em không biết sử dụng gì nữa mọi người. Bằng inox xịn nha, rất là chắc luôn. Và cái lược bằng này bằng nhôm nè. Nhôm nhưng mà nó dày nha các anh chị. Rồi hai em này em bán 150 nha, mã số 34. Có hiệu rồi, rõ ràng nha, mắc in ra băng, nó có đóng ở trên cái tay cầm ở đây nè mọi người. Nó đóng đây ha. Rồi hai cái này 150 nha, mã số 34. Em lên set này mã số 35. Set này thì có cái cây đánh trứng nè. Hai cái thao nhỏ này mình làm nước chấm cũng được nè các anh chị, đựng nước chấm ha, không reset mà mình sử dụng không có bị bể vỡ. Cái này. Cái này để mình lấy ruột khổ qua đó mọi người. Mình đưa vô mình xoay tròn thế này mình sẽ lấy được cái ruột khổ qua ha. Cái dĩa này dày lắm. Cái này là cây kèn nha các anh chị, cái này kèn mình thổi ra tiếng luôn nha, ra nhạc luôn nha. Đó còn sử dụng được luôn ha. Và một cái thao này siêu dày nha, thao này dày lắm. Không cắn mớp gì hết nha các anh chị. Thao này chiều dài nó là 35, bề ngang của nó là 25 nha, sâu lòng là 12. Hết cái này 400 nha mọi người, mã 35. 400 nha, mã 35. Em lên set này mã 36, hết cái này luôn mọi người. Nấu được từ ha, mấy cái này thì mini nha, không có nắp. Size 16 nè, dày lắm, nó nhỏ nhưng mà nó dày ha. Size 18, tất cả đều nấu được từ kho tiêu, kho thịt đồ ok nè. Size 24. Chiên xào rán ăn lẩu rồi cũng được mấy này nè mọi người. Size 27. Dày đẹp không có lỗi nha. Từ hết nha. Size 16. Cái này size 18 dày lắm, mấy này dày. Rồi nguyên bộ như thế này không nắp nha các anh chị. Để cho mọi người 450 nha. Mã 36 nha các anh chị. 450 mã 36 nha. Cái này sâu lòng. Rồi em lên một số ấm nha. Em lên cái ấm này. Ấm này dung tích của nó là 1,8 lít. Còn mới đẹp nha các anh chị. Cái này inox lì nó vậy ha. Rồi cái này em để cho mọi người với giá là 170 nha, mã 37. 170 cho em ha, mã 37 nha. Nấu được từ nha các anh chị. Em ấm này mã 38 nè, 2,5 lít, có còi hú.
còn mới đẹp ha, có một vài điểm cống nhẹ không đáng kể nha các anh chị, mới đẹp không cống mớp. 2,5 lít cho em ha. Rồi em này đúng ra 250, nhưng mà em để mọi người 200 luôn đi. 200 nha, mã 38. 200 mã 38. Hai cái ấm nhỏ luôn. Rồi em lên hai cái ấm nhỏ mini như thế này mọi người. Hai cái này chung ha. Cái này mình chăm trà uống nha, dung tích nó khoảng 300 ml. Cái này khoảng 350 ml, lớn hơn xíu nè. Ấm nhỏ mini ha. Hai em này để cho mọi người 180 nè, mã 39. 180 hai cái nha các anh chị, mã 39 cho em ha. Rồi em có cái ấm này dung tích của nó khoảng 2 lít. Nấu được từ hết nha các anh chị. Trong lòng thì sạch đẹp. Rồi em để cho mọi người với giá là 180 nha, mã 40. 180 mã 40. Ấm này mã 41, 250 nha các anh chị. Ấm này mình nấu nước để mình chăm trà, chăm cà phê ha. Nấu được từ nha các anh chị. Trong lòng sạch đẹp luôn ha. Rồi em này để mọi người 250 mã 41 nha. 250 mã 41. Em này mã 42, dung tích của nó là khoảng 2 lít, có còi hú. Đây mọi người. Rồi cái ấm này cũng để cho mọi người 200 nha. Mã số 42, 200 mã 42. Em này mã 43, ấm này của Nhật, dày nặng mới đẹp luôn. Hàng chuẩn Nhật có đóng chữ ở đây ha. Dày lắm, cái này dày. Trong lòng cũng sạch đẹp nha các anh chị. Cái này 250 nha, mã 43. 250 nha các anh chị, mã 43. Em này mã 44, 2 lít. Tất cả ấm là nấu từ được hết nha các anh chị, không cấn mớp, còn mới đẹp nha. Đây, sạch đẹp, có lưới lọc bên trong luôn. Em này để 200, mã số 44 cho em ha. 200 mã 44. Em này mã 45 nè, em này để mọi người 250 nha. Còn mới đẹp nha các anh chị. Ấm này ấm pha trà cà phê ha. Đây. Rồi ấm này để mọi người 250 mã 45 cho em nha. Em này mã 46 nè các anh chị. Em ấm này mã 46 ha, dày nặng. Ấm này nó nặng lắm mọi người, dày lắm. Đây, bên trong sạch đẹp. Ấm này là 2 lít. Không có còi ha. Rồi, em này để cho mọi người 250 mã 46 nha. Nặng lắm anh chị, cái này dày lắm. 250 cho em ha, mã 46 nha. Em ấm tay này mã 47 cho em nè, 2 lít, màu đỏ. Đẹp mới nấu được từ, không lỗi men nha. Trong lòng nó cũng rất là đẹp luôn. Rồi em này để 300 mã 47 cho em nha. 300 nha, mã 47. Em lên set men này mã 48 nè. Làm có một cái chậu màu vàng, trong lòng đẹp. Bên ngoài không có bị lỗi men. Đường kính miệng làm 10 á mọi người, sâu lòng cũng làm 10 luôn. Em này size 18 nè. Em này dày lắm, em này giống như là một cái nồi vậy đó mọi người. Nó dày như dày cái nồi vậy đó. Nhưng mà nó không có thấy quai, thấy gì trơn nha. Nấu được từ hết nha anh chị, còn rất là đẹp luôn, size 18. Và một cái thao này size 23. Còn mới đẹp, cũng không có bị lỗi men, nó cũng rất là dày. Ở đây nó có rỉ xước nha, rỉ nhẹ cái phần này xíu nha, ít thôi nha các anh chị. Size 23 ha.
Rồi xếp lại ba cái này nha anh chị. Ba cái này nó dày nặng, cái này như cái nồi vậy đó. Cái này là như cái nồi luôn nè. Ba cái này em bán 400 nha, mã 48 cho em ha. 400 mã 48 nha anh chị. Rồi, em lên ba cái này. Size 15. Size 18 cho em nè. Size 20. Cái này giống như cái dĩa được mình đựng đồ ăn ha. Cái này mình đựng đồ ăn, mình để tủ lạnh đồ cũng rất là ok nha các anh chị. Rồi, size này ba cái này. 180 nha, mã số 49. Mã 49. Em lên một số nồi men ha. Em có nồi men này. Màu cam. Có từ tem mát đồ nó vẫn còn. Size 20 nhân cho 10 cho em nha các anh chị. Cái nồi thì mới đẹp lắm luôn. Cái nắp thì bên trong nó có hơi cụ hơi sậm màu xíu nha, do mình nấu á. Cái này cái nắp chắc nắp nồi này chắc của cái nồi. Cái nồi kiểu giống vậy á, cái nồi này nấu rồi nè, còn cái này là mới 100% chưa nấu nè. Đó. Cái này là của nó luôn nha mọi người, nhưng mà hai cái nồi giống nhau, chắc nồi nấu rồi, nồi chưa nấu á, rồi lộn nắp với nhau á. Hình thức bên ngoài siêu đẹp, không có lỗi làm gì hết, có bên trong hơi sậm màu xíu nha, còn cái nồi thì siêu đẹp ha. Em này nấu được từ, để mọi người 400 nha, mã 50. 400k nha các anh chị, mã 50, size 20 x 10 ha. Em này mã 51 nè. Nấu được từ hết nha mọi người. Em này size 20 nhân cho 10. Em này thì mới đẹp, đẹp bên trong lẫn bên ngoài nha. Cái lớp chống dính nó còn, cái lớp men nó còn bóng đẹp lắm. Nhưng mà em này trong lòng nó có một cái lỗi men ngay đây tí xíu ngay đây nha. Cái này thì dày nặng lắm. Size 22 nhân 10 ha. Cái này em để mọi người 300, mã 51. 300 nha mọi người, mã 51 ha. Em có cái quánh này thì nó bằng men, bằng sứ mọi người. Bằng sứ nha, bằng sứ thì nó chỉ nấu tay cầm nó cũng có thể tháo rời ra được nha các anh chị. Tay cầm nó nè, mình có thể tháo rời ra được. Tháo kiểu sao, nghiên cứu sao nha mọi người, cái này tháo được ha. Cái sứ đáy hơi bị xước nhẹ ha, mà nó dày lắm, nó dày rất là nặng luôn. Cái này chỉ nấu bếp ga, bếp than nha, không nấu được bếp từ nha mọi người. Size 17 nhân cho 8 cho em ha. Em này nó có cái nắp thủy tinh, nó có cái tay cầm cũng rất là dễ thương ha. Nặng lắm. Em này để cho mọi người 300 thôi, mã 52 cho em nha. 300 nha anh chị, mã 52. Cái quánh bằng sứ rất là đẹp luôn. 300 mã 52. Rồi em lên cái nồi men mã 53. Cái nồi men này mã 53. Men đẹp ha. Size 20 x 10. Đẹp mới không lỗi men nha. Em này hiệu Joy Rusi á mọi người, trên quai nó để là hiệu Joy Rusi ha. Size 20 x 10. Em này để mọi người 400 nha, mã 53. 400 mã 53. Em có cái nồi sứ này mã 54. Nồi bằng sứ nha các anh chị, hàng Nhật ha. Size 20 x 10. Mấy cái sứ này cái cốt của nó rất là nặng á mọi người, nặng lắm. Chỉ nấu bếp ga, bếp hồng ngoại, bếp than không từ nha mọi người. Em này size 20 x 10 cho em ha. Rồi giá này là 350 mã 54. 350 mã 54. Em quánh men này mã số 55. Nấu được từ cho anh chị. Size 17 x 8, trong lòng có xước nhẹ ha. Size 17 x cho 8 nha các anh chị. Em soi trong lòng cho mình xem ha. Cái này thì nó dày và nó nặng lắm nha. Size 17 x 8 nha các anh chị, 200k cho em ha, mã 55. 200 mã 55. Em
có cái nồi này màu vàng rất là đẹp luôn. Cái nồi này mình mua để Tết mình nấu là vừa nè mọi người, phù hợp luôn ha. Em nồi size 26 x 7 nha anh chị. Lớp chống dính còn rất là đẹp luôn. Size 26 x cho 7 ha. Có từ màu vàng rất là đẹp luôn. Cái đáy người ta sử dụng người không có, chưa có vệ sinh ra luôn mọi người, chưa có chùi rửa luôn á, để nguyên vậy bán luôn á. 500 nha, mã 56 cái nồi này cho em nha các anh chị. Cái nồi này mình kho thịt được nè, ăn lẩu rồi cũng được. Cái này mình đem lên bàn ăn lẩu nhìn rất là sang trọng luôn ha. Đẹp lắm luôn. Cái màu nó là đẹp. 500 nha, mã 56 nha mọi người. Em có cái nồi men mini nhỏ siêu cưng. Nắp thủy tinh luôn nha, cái này là nắp thủy tinh luôn. Em này size 14, cao là 8 phân. Em này giá 200, mã 57 nha. 200k cho em ha, mã 57. Mã 58 cho em nè. Hơi lên men hết. Mã 58 nè. Còn mới đẹp nha các anh chị. Size 19 nhân cho 10. Em này cũng là hiệu Joy Rosy đó mọi người. Size 19 nhân cho 10 ha. Không có bị lỗi men nha các anh chị. Rồi em này để mọi người 350, mã 58 nha. 350, mã 58. Em lên cái quánh men này mã 59. Nấu được từ nha các anh chị. Em này size 15 nhân cho 7 nha. Lòng thì nó cũng có xước nhạn xíu ha. Xước trên mặt có giống như gạt bút chì vậy thôi mọi người, không có nặng ha, nhẹ nhẹ thôi. Rồi em này size 15 x 7 nha. Cái này để cho mọi người 250, mã 59. 250 nha, mã 59. Rồi em có cái nồi lẩu bằng men này. Mã số 60. Tay cầm nó bằng gốm mọi người, không có nóng tay nha. Size 24, cao là 8 phân. Lòng có sạm màu nhẹ xíu nha các anh chị. Mình nhìn chi tiết thì nó sạm màu nhẹ nha. Không có bị lỗi men gì hết nha các anh chị. Nấu được từ 450, mã 60. 450, mã 60. Em này mã 61. Quánh nồi lẩu men chứ. Mã 61 thủy tinh, hiệu Joy Rosy luôn nha các anh chị. Dày nặng đẹp. Nấu được từ nha. Cái này nó có cái thành viền nè, chống tràn cho mình á, mình nấu lẩu nó sẽ không có bị tràn ra ngoài. Em này thì mới đẹp không, nó chỉ có một cái lỗi một chấm nhỏ ngay đây nha mọi người, lỗi men tí xíu đó thôi ha. Còn ngoài ra không vấn đề gì hết nha, rất đẹp. Em này size 28 x 8 nấu được từ. Em này giá là 400 nha, mã 61 nha các anh chị. Rồi, em lên cái quánh Mỹ. Em có cái quánh Mỹ này rất là đẹp luôn. Có từ, nấu được từ nha mọi người. Độ mới cao ha, đây. Thương hiệu nó đây ha. Em này size 22 nhân cho 6 nha các anh chị. Size 22 nhân cho 6 nè, mới đẹp. Em này giá là 600 nha. Mã 62. Có từ 600, mã 62 nha. Em có cái quánh Nhật này mã số 63. Không từ, không nấu được từ nha mọi người. Nấu một lớp nhưng mà nó nặng lắm. Nó dày cực kỳ. Em này size 18, cao là 9 phân cho em nha các anh chị. Dày nha, đế nó dày lắm. Em này để mọi người 350 nha, mã 63. Em có cái quánh này mã 64, quánh mini nhỏ nè mọi người. Có từ. Em này size 17, cao là 6 phân. Size 17, cao là 6 phân cho em ha. Cái quánh này thì còn mới đẹp.
Rồi em này 180 nha, mã 64 nha các anh chị. 180 mã 64 ha. Rồi em có cái quánh nhật này rất là dày đẹp luôn. Nấu được từ nắp nó nè mọi người. Dày lắm. Dày nặng tay, rất là nặng nha các anh chị, nấu được từ ha. Em này size 18, cao là 8 phân. Để cho mọi người 400 nha, mã 65. 400 nha các anh chị, mã 65 cho em nè. Rồi, em có cái quánh Mỹ này mã 66 nè. Hiểu nó nè mọi người. Có từ. Em này size 10, size 22 là em đo luôn viền, còn bên trong lòng nó là size 19 nha các anh chị. Còn mới đẹp dày nặng luôn ha. Em này hàng thương hiệu chuẩn Mỹ nha các anh chị. Em này để mọi người 550 mã 66 nha. 550 mã 66 nè. Em lên cái nồi Mỹ thì mã 67. Không từ nha các anh chị. Hàng của Mỹ ha. Thương hiệu Mỹ nó đóng ở đây. Em này size 27, cao là 12. Nấu cháo, luộc gà đồ được nè mọi người. Size 27, cao là 12 phân nha. Hai đáy nha, không từ nha các anh chị. Em này mình nhìn chi tiết ha, soi chi tiết cận cảnh thì ở trong lòng nó có một xíu. Nè, một xíu lặn lặn nhẹ ngay cái phần đáy nha mọi người. Cái điểm này là không có đáng kể ha. Không đáng kể nha mọi người. Đó. Em này size 27, cao là 12, không nấu từ. 800 nha các anh chị, mã 867. 800 mã 67. Rồi em lên cái chảo này cũng là của Mỹ luôn. Cái này cũng không có từ nha các anh chị. Chảo Mỹ này cũng không có từ luôn. Đây, thương hiệu Mỹ nó đóng ở đây nha. Size 27, cao là 6 nha các anh chị. Size 27, cao là 6 phân. Em này size 27, cao 6, không từ nha các anh chị. Chống dính tự nhiên nha. Em này để mọi người 750 thôi nha. Mã số 68. 750 nha các anh chị. Mã 68 cho em nè. Rồi em lên tiếp cái quánh Mỹ này mã 69. Không nấu được từ nha các anh chị. Đây, ở đây thương hiệu của Mỹ nó nằm ở đây nha. Nó đóng ở đây mình soi không có thấy được nha các anh chị. Size 22 nhân cho 6 nha các anh chị. Đây. Chống dính tự nhiên ha, size 22 nhân cho 6. Em này mình chiên rán kho tiêu, kho thịt đồ cũng được nha. Em này để mọi người 450 nha, mã 69. 450 nha các anh chị, mã 69. Em có hai cái quánh này hàng thương hiệu em quay ha. Đây mọi người. Em này thì không nấu được từ mọi người. Không nấu được từ nha, cái quay nó có bị lỗi nhẹ ở đây nha mọi người. Chảo này thì chiên rán chống dính tự nhiên ha. Em này nó có bị lỗi ngay tay cầm nha các anh chị. Đây. Soi chi tiết cho mọi người xem ha. Nhưng mà không đa, cái này mình vẫn sử dụng bình thường, không ảnh hưởng gì nha các anh chị. Size 22, cao là 6 phân cho em ha. Cái này thì không nấu được từ. Hàng thương hiệu của Mỹ. Em này có lỗi ngay quay thì để mọi người 400 nha. Mã 70. 400 nha các anh chị, mã 70 cho em ha. Còn cái này có từ, cũng là hiệu em quay luôn nè. Đây mọi người. Cái này thì cái nấm nó hơi cũ xíu cái phần này nha. Cái miếng nhựa này nó hơi cũ xíu nha.
nấu được từ em này. Nó cũng bị lỗi cái quay một xíu nè, nó cũng bị lỗi cái quay ha, đây nha anh chị, nó bị lỗi ha. Còn cái chảo thì không vấn đề gì, cái này nấu được từ đây mọi người, chống dính tự nhiên ha. Rồi em này cái quay nó cũng bị lỗi ha, cái núm trên miếng nhựa này hơi cũ một xíu nè. Rồi cái này em cũng để cho mọi người 400 luôn, mã số 70 luôn nha anh chị. Cái này mã 70, anh chị nào lấy có từ hoặc không từ thì báo luôn ha, để em biết ha. Mã 70. Rồi em lên cái này mã số 71. Có từ nè các anh chị, một cái nồi nó còn kèm thêm cái lồng bên trong để mình luộc rau hay là mình luộc mì á mọi người, nấu mì Ý đồ ăn á. Đây. Cái này nó inox luôn nè, dày lắm. Cái nồi nó thì cũng siêu đẹp nha mọi người. Cái đáy nó cũng rất là dày. Hai đáy nè, rất là dày luôn ha. Nấu được từ size 24 nha. Cao của nó là 18 gần 19 là em đo lên tới trên đây nha các anh chị. Đẹp lắm luôn, cái nồi rất đẹp luôn. 600 nha mọi người, mã 71. 600 cho em ha, mã 71. Rồi, em có cái quánh này mã số 72. Có từ. Quánh này dày lắm. Hai đáy nha, rất là dày luôn mọi người. Em này size 18, cao là 9 phân nha, dày lắm. Nấu được từ nha các anh chị. Size 18, cao 9, nấu từ. Em này 300 nha, mã 72 nha mọi người. 300 cho em ha, mã 72. Em có cái nồi Nhật này mã số 73. Có từ. Size 26, cao là 7 phân. Nồi này mình chiên rán ăn lẩu rồi ok ha, chống dính tự nhiên luôn nha các anh chị. Hàng chuẩn Nhật. Thương hiệu của Nhật ở đây ha. Hiệu Gheo á mọi người, hiệu Gheo ha, made in Saban ha. Size 26, cao là 7 nha. Cái này để mọi người 900, mã 73. 900, mã 73. Rồi em lên cái quánh của Nhật mã số 74. Nấu được từ, hàng hiệu của Nhật có đóng chữ ở đây nha các anh chị. Size 19 nhân cho 10. Cái này thì mới, rất là mới luôn. Size 19 nhân cho 10 cho em ha. Có hiệu nè. Rồi em này để mọi người 300, mã 74. 300 nha, mã 74. Em này mã 75, có từ. Em này size 20 nhân 10. Size 20 nhân 10 nha mọi người, dày lắm. Em này hiệu IKEA nha, hàng China xuất Nhật nha các anh chị. Em này 350, mã 75 nha. Size 20 nhân 10. 350, mã 75. Em cũng có hai cái chảo của Mỹ luôn nha các anh chị, hiệu em quay luôn ha. Mới đẹp lắm, ở đây nó có bị tính nắp nó bị mẻ. Đây mọi người. Chảo Mỹ ha. Có từ. Đây, từ trên xuống dưới nè, mình soi cho nó chi tiết. Ở đây nó có bị mẻ xíu cái miếng nhựa mọi người. Không đáng kể ha, tí xíu thôi. Không cống mớp gì hết nha. Rất đẹp nha các anh chị. Em này size 27, cao là 6 phân cho em ha. Nắp nó nè mọi người. Nắp nó có bị mẻ miếng nhựa không đáng kể nha. Nắp nó còn rất là đẹp nha các anh chị. Không cống mớp, không bị gì hết nha. Size 27 nhân cho 6 cho em ha. Chống dính tự nhiên nha mọi người. Rồi em này là em để mọi người 1 triệu nha. Mã 76 cho em nha các anh chị. 1 triệu mã 76.
Cái này thì em có báo nó có bị mẻ nhạn xíu ngoài đây ha, mẻ cái miếng nhựa mọi người, cái tay cầm không đáng kể đâu ha, không có bị cháy than gì hết, nó chỉ bị mẻ xíu ngoài đây thôi ha. Rồi 1.000.000 cho em ha, mã số 76 cái này ha, em có hai cái nha mọi người, mã 76 là em có hai cái ha. Đây mã 76 em có hai cái hiệu nè. Em quay nha, mắt in USA nha các anh chị. Nấu được từ nè. Em này cũng là size 26, cao là 7 phân, 27 là luôn phần viền đó mọi người. Bên trong lòng là 26 ha. Cái tay cầm này không có bị lỗi tay ha. Có phần trên đây nó có bị lỗi xíu nè. Mấy cái này không có đáng kể gì mấy nha các anh chị. Tại này em báo chi tiết vậy thôi chứ không có đáng kể gì đâu ha. Hàng rất là đẹp. Size 26, cao là 7 cho em ha. Rồi 1.000.000 luôn nha. Mã 76 nè mọi người. Rồi hai cái này nè mọi người. Một cái em có ghi số, một cái không nha. Mọi người muốn lấy cái nào thì báo cho em luôn ha. 1.000.000 mã 76 nha. Rồi em có cái chảo này mã số 77 nè mọi người. Size 22, cao là 9 phân, dày nặng đẹp luôn. Không nấu được từ nha các anh chị. Cái phần đáy nó dày lắm nhưng mà không có xài từ ha. Nó có hiệu bên dưới luôn. Em này size 22, cao là 9 phân cho em nè. Rồi cái này em để cho mọi người với giá là 300 mã 77 nha mọi người. 300 mã 77. Em lên cái quánh size to, quánh này size lớn nha các anh chị. Có từ. Em này size 25, cao là 14. Size 25 cao 14. Em nồi này mình có thể nấu gà, cháo gà được đó mọi người. Nhưng mà gà con nhỏ nhỏ thì được ha. Lớn quá thì không được, nó hơi chật. Size 25 x 14 nha các anh chị. Hai đáy nè, rất là dày luôn á. Nấu được từ luôn ha. Không cấn mớp gì hết nha các anh chị. Tay cầm của nó cũng bằng inox luôn nè. Rồi em này để 1.600.000 nha, mã 78. 600 mã 78 cho em nha. Em có cái chảo này mã 79 nha các anh chị. Rất là nặng, chảo này chảo Nhật. Có từ, cái này thì nó có bị xước, cái này do vận chuyển mọi người, nó xước ha, nó cọ sát nó xước nè. Không, mình vẫn sử dụng ok nha các anh chị. Đây cái hiệu nó đây. Titanium nha các anh chị. Cái này là thép, cái này là với này kết hợp hai loại thép đó mọi người, titanium với gì niobium gì đó. Đây nó có ghi trên đây ha. Cái này là nó có được cái độ chống dính tự nhiên luôn nha các chị, mình chiên xào rán ok hết ha. Hàng này nó rất là hiếm, lâu lâu mới có một cái như thế này nha mọi người. Em này size 28, cao là 6 phân cho em ha. Nấu được từ. Em này để cho mọi người 1.000.000 nha, mã 79. 1.000.000 mã 79. Rồi em có cái nồi này mã số 80. Nồi này siêu vip luôn nè mọi người. Nó nhỏ nhưng mà nó có vỏ nè. Có từ. Cái nắp, nhìn cái nắp nó không là cũng đủ dễ thương rồi mọi người. Rất là ngầu luôn ha. Đây, dày lắm, nó dày mà cái tay cầm nó mình nhìn cũng rất là đẹp luôn ha. Bên này là nó phủ một cái lớp đồng nha mọi người, đồng ở bên ngoài nè, cái đáy là inox cho nên nấu từ nè, bên đây là đồng. Đây mọi người, cái hiệu của nó là bodum gì đây nè mọi người, vòng vòng ở đây nó ghi cái gì nhiều lắm. Rất là nặng luôn nha, nặng lắm, cốt rất là nặng luôn. Em này size 16, cao là 9 phân nha các anh chị. Siêu đẹp mà nó nặng nữa ha. Em này 550 nha, mã 80.
550 nha, mã 80 cái nồi này cho em ha. 550, mã 80 cái nồi này. Rồi, em có cái quánh Mỹ này mã số 81 nè anh chị, quánh của Mỹ ha. Thương hiệu của Mỹ nè. Có từ size 14, cao là 7 phân. Nấu cháo nấu mì ok nè mọi người. Nấu cháo cho bé nha. Cái này nấu cháo cho bé hoặc là mình nấu một cái gói mì cũng vừa ăn ha. Chiên rán chống dính tự nhiên ha, hay là mình kho tiêu, kho thịt đồ cũng rất là ngon lành nha mọi người. Nấu được từ luôn ha. 400 nha, mã 81. 400 mã 81. Còn sót cái nồi men nè mọi người, cái bánh men ha, có từ màu vàng rất là đẹp luôn. Men cũng rất là đẹp luôn nha các anh chị. Em này size 19 cao là 9 phân. Size 19 cao là 9 phân cho em cái này ha. Cái này để mọi người 300, mã 82 cho em ha. 300k nha các anh chị, mã 82, không có bị lỗi men nha. Rồi em lên cái nồi này mã số 83, chuyển qua đi rồi ha. Có từ nè, cái quánh của Mỹ nè các anh chị, Vitarat nè, còn rất là mới luôn, đẹp luôn. Em này size 16, cao là 5 phân. Đưa qua hết đi. Rồi em này để cho mọi người 400 nha, mã số 83. 400 mã 83. Em này mã 84, một cái quánh này hàng của Mỹ nha các anh chị, quánh Mỹ luôn. Có từ một lớp nhưng mà có từ ha, dày lắm nha các anh chị. Đây. Size 20 x 7 nè, 20 là luôn phần viền nha các anh chị. Lọt lòng của nó khoảng 18 phân ha. Rồi, em này để cho mọi người 350 nha, mã 48 nha các anh chị. 350 cho em ha, mã 48 cái nồi Mỹ nha. Rồi, em có cái nồi này, nồi lòng nồi ủ nha các anh chị. Nấu được từ hai đáy nha, kiểu dáng còn mới đẹp. Size 19 nhân cho 10. Size 19 nhân cho 10, cái này dung tích của nó khoảng 3 lít đó mọi người. Nồi này là nồi ủ của nồi 3 lít ha. 19 nhân cho 10 cho em ha. Cái này em để mọi người 400 nha, mã 85. 400k cho em ha, mã số 85. Rồi em lên cái nồi này mã số 86 cho em nè mọi người. Còn rất là mới, rất là đẹp luôn. Hàng Nhật ha. Em là size 20 x 10. 20 x 10 cho em ha. Cái nồi này nó siêu đẹp nhưng mà cái tay của nó mọi người, cái tay nó có bị cháy ha. Cái quai này cái tay nó có bị cháy ở bên đây nha các anh chị. Có bên đây thôi, bên đây là không bị gì ha. Bên đây nó bị cháy hai bên nè, cái phần dưới mọi người. Cái nồi thì còn rất là đẹp luôn ha. Rồi cái nồi này do là nó có bị lỗi quay nha. Để mọi người 200 mã số 86 nha. 200 mã 86 cho em nè. Em lên cái nồi này mã số 87 nè các anh chị. Em nồi này mình ăn lẩu nha. Không nấu được từ. Nồi này mình ăn lẩu, nồi này siêu dày nha. Một lớp nhưng mà nó dày lắm, hàng Nhật. Dày như nồi Mỹ vậy đó mọi người. Em này size 28, cao 8 phân ha. 28 là luôn phần viền nha các anh chị. Còn lọt lòng của nó là khoảng 26 nha. Không nấu được từ, rất là dày. Em nồi này để mọi người 600, mã 87 nha các anh chị. 600 cho em ha, mã 87, không từ nha. Rồi em nồi lẩu này mã số 88 cho em nè, không từ cho em ha. Hiệu nó nằm đây. Size 24, cao là 7 phân. Đây mọi người. Size 24, cao là 7 phân ha. Em này để cho mọi người 300 nha, mã 88 cho em nha các anh chị. 300 mã 88 ha. Cái này giống như chất liệu của nó giống như là nhôm nha các anh chị.
Size 24 cao 7 ha, 300 mã số 88. Set này nó em sale cho mọi người ha. Một cái nồi này nó cũng hơi xấu ha, không tự đây mọi người, bên nó có bị cấn cái phần đáy vài điểm nha, không có nấu được từ. Em sale hai cái nồi này ha. Size 19 cao là 13, 19 cao là 13. Cái nồi này mình ăn lẩu nè. Cái nồi này thì hơi mỏng ha. Từ nha các anh chị, mà nó mỏng ha. Đây, nó có nắp đồ đàng hoàng ha. Hai em này cái từ cái không từ, nhưng mà cái này nó hơi xấu ha, có lỗi thì em sale hai cái chung như thế này là 200 nha. 200 hai cái này mã 29. 200 mã 29 hai cái ha. Ủa, 89 thì số mày đọc không ra cho anh thiệt. Mã 89 nha các anh chị, hai cái này mã 89. Em lên cái này mã số 90, một em nồi lớn của Nhật. Không từ nha các anh chị, size lớn không nấu được từ, hàng Mỹ ha. Hàng thương hiệu của Mỹ. Em nồi này nấu cháo vô, nấu gà vô tư, luộc gà vô tư nè mọi người. Size lớn nha, một lớp rất là dày. Em này size 28 cao là 14 nha các anh chị. Size 28 cao 14 ha, luộc gà thoải mái nè. Giá em này là 1 triệu nha, mã 90, không từ nha các anh chị. 1 triệu mã 90. Rồi, em có cái nồi này mã 91. Em nồi này là hàng của Nhật chứ không phải Mỹ ha. Có được từ nè. Em này là 2 trong 1. Nồi này mình có thể ăn lẩu đồ vô tư nè. Còn mới đẹp ha. Cái nồi này em sẽ tặng thêm. Đúng ra nó không có cái nắp ở đây nha các anh chị. Cái này em tặng thêm cái nắp vào đây nè. Tặng cái nắp xịn luôn, nắp của Mỹ luôn rồi. Đây, nồi này mình cũng luộc gà đồ thoải mái nè. Nặng lắm, hai đáy nè. Rất là dày luôn ha, nấu được từ, hàng Nhật nha, Made in Japan nha các anh chị. Không phải Mỹ ha, hàng Nhật. Mấy cái này mình nấu mình đậy kín lại là nó giữ nhiệt rất lâu nha các anh chị, nó giữ nhiệt cho mình á. Tới chiều vẫn còn nóng luôn á. Cái nồi size 26 cao là 15. Nồi này size 26 cao 15 ha. Em nồi này để cho mọi người 1 triệu 2 nha, mã 91. 1 triệu 2 mã 91 nha. Rồi em có cái nồi Mỹ này mã số 92 luôn. Size 28 cao là 15. Siêu đẹp nha. Size 28 cao là 15 phân cho em nha, không nấu được từ nha các anh chị. Cái này cái tem mát nó bị trôi mất rồi mọi người. Size 28 cao là 15 nha, mới đẹp, không từ nha các anh chị. Em này để cho mọi người thôi, để cho mọi người 800 đi, mã 92 nha. 800 cho em nha, mã 92 nha mọi người, không nấu được từ. Em nồi này thì mình sử dụng để mình nấu lẩu á mọi người, ăn lẩu là đông người á là ok luôn ha. Rồi 800 mã 92. Rồi em có cái nồi này mã số 93, nấu được từ luôn nha các anh chị. Em nồi này size 20 x 10, size 20 x 10. Em nồi này hàng thương hiệu của Đức nha. Size 20 x 10 nha, cái nồi này để mọi người 600, mã 93. 600 nha, mã 93. Rồi cái nồi lẩu này mã 94 nè. Em này xấu em sale nè. Nấu được từ luôn nha. Size 25
cái đáy nó hơi nó bị nám đó mọi người, với lại nó cũng có bị lồi lõm nhẹ ha, dày lắm, cái này dày lắm nha, đáy nè giống bị nám. Rồi em này để cho mọi người 150 luôn đi, mã số 94 nha, 150, mã 94, 150 thôi, mã 94 nấu được từ nha mọi người. Rồi em lên cái này mã số 95 có từ nè anh chị. Em này size 25 x 10, size 25 x 10, 25 tràn về nha, lọt lòng cho khoảng 24 nha các anh chị. Một lớp nhưng mà dày lắm nha. Rồi em này để mọi người 450 nha, mã 95, 450 mã 95. Em quánh này mã 96, cái đáy hơi bị nám nhẹ nè, lòng chống dính siêu đẹp nha. Size 16 cao là 7 cho em nha các anh chị. Em quánh này để mọi người 120 nha, mã 96 cho em ha, 120 mã 96. Em có cái chảo này size to nè mọi người, chảo size to ha. Đây mọi người, chảo này chiên rán là cực kỳ luôn, chiên rán rất là nhiều đồ ha. Tay cầm bằng gỗ nè mọi người. Ở đây nó cũng có đóng chữ vòng vòng, ở đây đóng chữ stainless, molium gì tùm lum ở đây mọi người. Nhưng mà cái chữ nó hơi bị mờ, em không có soi cho mọi người thấy được ha. Nó dày lắm, nó dày và nó nặng nha. Em này size 33, cao là 6 phân cho em cái này ha. Không từ nha các anh chị, không từ ha. Rồi cái này để cho mọi người với giá là 900 nha, mã số 97. 900k nha các anh chị, mã số 97 nha, size nó tới 33. Rồi em lên cái nồi này mã số 98. Không từ, có từ nha các anh chị, có từ ha. Em nồi này nó vừa có cái vỉ để mình hấp, cái vỉ này là để mình hấp nha các anh chị. Mình để trên đây là mình hấp, còn mình không hấp thì mình lấy cái vỉ ra là mình luộc. Cái này là còn mới đẹp luôn ha. Nấu được từ nha các anh chị. Em này size 22 x 20, em này để mọi người 450 mã 98 kem nha, 450 mã 98. Rồi em lên cái nồi lẩu này mã số 99, có từ nha các anh chị, hàng chuẩn Nhật nha, có mắc in da băng ở đây nha, nó hơi bị mờ xíu. Size 25 x 8 kem nha các anh chị, size 25 x 8 ha. Cái này cái đáy nó có hơi bị phồng nhẹ nha, hơi bị phồng nhẹ xíu thôi. Cái này báo chi tiết vậy thôi chứ cái này cũng không đáng kể gì cho mấy nha các anh chị. Cái này nấu từ ga than đồ ok ha. Cái này để mọi người 350 mã 99 nha. Nồi ăn lẩu nha các anh chị, 350 mã 99. Rồi em lên cái nồi này mã số 100 nha, có từ, size lớn nha các anh chị, tay cầm bằng gỗ, núm gỗ luôn. Đây, rất là dày luôn. Rồi, bóng đẹp luôn ha, không có bị lỗi, không cấn mớp gì hết ha. Em này size là 33, cao là 13 nha. Cái nồi này mình luộc gà, nấu cháo rồi ok luôn á mọi người, nấu được từ luôn ha. Rồi em nồi này giá là 600. 600 nha, mã số 100. Rồi video của em đến đây là kết thúc nha các anh chị. Cảm ơn tất cả các anh chị đã xem video của em ngày hôm nay nha. Xin chào và hẹn gặp lại video sau nha mọi người.